Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bức tranh sơn thủy hỷ tình rất là đẹp, được đục nổi trên bề mặt gỗ hương, rất là quý giá và có một không hai. Bức tranh này thì nói về cảnh thiên nhiên, sông nước cũng như là những đàn chim bay rất là đẹp. Có cả những hoa sen, từng đàn cò đang bắt tôm cua cá và xung quanh đây là hoa sen. Hoa sen đẹp và đang nở rất là, cái cảnh nó rất là sinh động và nó nói lên được một cái sự gì đấy rất là thuần khiết, thiên nhiên. Và bên này thì có hoa mai mọc hết tất cả toàn bộ cái thân hoa mai, nói về mùa xuân. Và từng đàn chim một thì đang bay lượn trên các cái bầu trời. Xa xa thì có ngôi nhà gỗ và có những cái cây tùng làm tô điểm hết toàn bộ cho cái bức tranh này. Và bức tranh này thì được đục tất cả các cái đường uốn lượn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, và cái đường cong của nó rất là đẹp. Nó vừa đẹp vừa sang, vừa quý giá, vừa chất lượng. Và trên đỉnh núi xa xa thì có được những cái áng mây vô cùng là đẹp, mà mây bay qua đỉnh núi thì vừa đẹp vừa chất lượng và sang trọng. Từng đàn chim một thì đang mạnh khỏe, con thì đang bay lên trông rất là hạnh phúc, thong dong tự tại, còn con thì đang cúi xuống như là chuẩn bị săn mồi. Thế và một cái cảnh rất là khỏe mạnh, và cái con chim này thì đang rỉa các cái bộ lông cánh, nó tạo ra một cái không khí thiên nhiên thủy mặc, cũng như là một bức tranh sơn thủy hữu tình về thiên nhiên. Bên này thì có cả cái cây trúc nữa. Một cái bức tranh tổng thể như thế này thì vừa có chim, vừa có sông núi, vừa có bốn mùa tùng trúc cúc mai, cũng như là vừa có các cái loài hoa như là hoa mai. Hoa mai là mùa xuân này con này. Đây là mùa hạ đấy, còn mùa thu nữa. Mùa thu là đại diện cho hoa sen và hoa cúc, còn bên kia là cây tùng, tức là mùa đông. Thế và từng đàn chim một thì bay lượn bên trên cái bức tranh này, nó tạo ra được một cái bức tranh vô cùng là tuyệt vời đẹp. Đúng là Ngọc nói có một không hai, quả đúng là như vậy. Kể cả là bên trên này cũng thế, các cái đường cong họa tiết của nó tạo nên một cái bức tranh này. Bức tranh này mà đặt để trong các ngôi nhà thì nó vô cùng là đẹp, rất là chất lượng và giá trị quý giá, sẽ làm cho cái không gian nhà trở nên bình yên, hạnh phúc và có đầy đủ phong thủy. Hôm nay là một ngày đầu xuân, Hướng Mai và Ngọc Anh xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng và thành công. Xin được trân quý và biết ơn những quý khách đã nhiều năm theo dõi trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn gặp được những sự thuận lợi, thong dong trong cuộc sống. Cảm ơn. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của Đồ Gỗ Hướng Mai. Nếu quý khách có nhu cầu thể tới với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, hoặc có thể gọi điện vào số 0912-298-044 hoặc 0972-514-668 để được tư vấn. Xin trân trọng và biết ơn quý khách. Xin chào.